Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh Even Family CZ và cuộc sống ở Cộng hòa Séc. Hôm nay Vân lại giới thiệu với cả nhà một món ăn nữa được làm từ bột mì và nước, đó là sủi cảo. Với cách làm và nguyên liệu đơn giản, chỉ cần bột mì và nước thì đã cho ra những chiếc sủi cảo rất là thơm ngon. Nếu bạn nào cũng yêu thích món này và muốn thử thì hãy cùng Vân vào bếp thực hiện nhé. Vân đã nói từ đầu thì hôm nay Vân sẽ làm sủi cảo theo một cách đơn giản nhất. Từ nguyên liệu chỉ có bột mì và nước. Thì bây giờ Vân sẽ cân bột mì tổng là 300g nhé cả nhà. Vân sẽ cho vào trong bột mì 1/2 thìa cà phê muối để cho cái phần vỏ của sủi cảo nó đậm đà ấy. Sau đó Vân sẽ chế vào đấy từ từ 120ml nước, và vừa chế nước vừa lấy cái đũa để khuấy như thế này, khuấy đến khi nào cho cái phần bột khô ấy nó bám vào trong cái phần bột ướt, sau đó vẫn sẽ dùng tay để bóp bột. Về phần nước để cho vào trong bột thì cả nhà có thể linh động nhé, bởi vì có thể phụ thuộc vào cái độ hút của từng loại bột khác nhau. Nếu như mà lúc mình dùng tay để bóp bột như thế này thấy bột vẫn còn khô và cái phần bột khô bên ngoài nó chưa bám hết vào trong cái phần bột ướt ấy, thì có thể chế thêm vào khoảng 5-10ml nước nữa. Với cách làm mà Vân chia sẻ thì cả nhà không cần phải nhồi bột kỹ giống như là mình nhồi bột để làm bánh mì hay làm bánh bao, mà chỉ cần bóp sơ như thế này để bột nó tạo thành một khối kết dính, rồi sau đó Vân sẽ cho bột nghỉ trong 10 phút nhé cả nhà. Trong thời gian chờ bột nghỉ thì Vân sẽ đi làm phần nhân nha cả nhà. Vân cho vào chảo một muỗng canh dầu ăn, sau đó cho tỏi vào để phi thơm. Sau đó Vân sẽ cho phần cà rốt đã sắc nhỏ vào để đảo đều. Vân thích cho một ít cà rốt vào trong nhân bởi vì chủ yếu Vân làm để cho các bé ăn nữa ấy. Thì đến khi phần cà rốt nó trong là như thế này, Vân sẽ cho hành lá vào đảo thêm 30 giây nữa là tắt bếp. Cái phần nguyên liệu cà rốt và hành này Vân đảo với cái tỏi phi ấy, để làm cho cái phần nhân nó sẽ thơm hơn. Còn bây giờ Vân sẽ trộn nhân. Ở đây Vân có 300g thịt Vân đã băm nhuyễn và 200g tôm đã bóc vỏ và băm nhuyễn. Sau đó Vân sẽ trộn phần cà rốt hành mình vừa phi xong vào đấy, nêm nếm gia vị. Thì tùy khẩu vị gia đình thì với cái số nguyên liệu này Vân sẽ cho một thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê bột ngọt, một thìa canh dầu hào và tiêu nữa, rồi sau đó trộn đều hỗn hợp lên. Món sủi cảo này nó có nguồn gốc từ người Hoa, nhưng mà khi chúng ta làm thì có thể thay đổi một chút cái phần nhân hay là khẩu vị, miễn sao nó phù hợp với gia đình của mình là được nhé. Còn phần bột sau khi đã ủ được 10 phút thì Vân sẽ mang ra và sẽ nhồi sơ. Thì Vân cũng nhắc lại là không cần phải nhồi quá kỹ và không cần phải dùng quá nhiều sức đấy cả nhà. Vân chỉ nhồi trong 1-2 phút thôi để cho cái phần bột cho nó được đều ấy. Rồi Vân sẽ tiếp tục ủ trong vòng 1 tiếng nữa. Bột Vân nhồi như thế này là đã được rồi đấy cả nhà. Thì cả nhà quan sát sẽ thấy nó không được mịn đâu, nhưng mà không sao, sau khi mình ủ 1 tiếng thì cái bột này nó sẽ mịn và dẻo liền à. Đấy, sau 1 tiếng thì cả nhà quan sát sẽ thấy là cái phần bột nó đã mịn dẻo hơn so với lúc đầu rất là nhiều. Và lúc này đã sẵn sàng để tiến hành cán bột và làm cả bước tiếp theo nhé. Với cục bột này Vân sẽ nhồi lại thêm khoảng 30 giây
để tạo thành một cái khối tròn và cái lớp ngoài nó mịn. Sau đó Vân sẽ ấn dẹt cái cục bột này và tạo một cái lỗ ở chính giữa, rồi kéo giãn cái cục bột này ra thành một cái khối tròn dài. Và vẫn sẽ tiếp tục vê cho cái cục bột này nó được mịn màng hơn, rồi chia. Thì vẫn sẽ chia mỗi phần bột là 20g nha cả nhà. Và sau khi chia xong thì cũng không cần phải vo lại đâu, vẫn sẽ để vầy và vẫn cán luôn. Để cái lớp vỏ sủi cảo nó được trong và ngon ấy, thì khi cán này cả nhà lưu ý là cán thật mỏng nhé. Cán càng mỏng thì cái lớp vỏ sau này mình hấp lên hay là chiên đều rất là ngon. Như Vân cán ở đây là cái độ mỏng khoảng 1mm đấy cả nhà. Đấy, cả nhà có thể quan sát thấy rất là mỏng luôn. Sau đó thì vẫn sẽ cho nhân vào để gói. Thì cái phần gói sủi cảo này cũng có nhiều cách khác nhau. Thì hôm nay vẫn sẽ gói theo một cách rất là đơn giản đấy cả nhà. Đầu tiên vẫn sẽ dán mí hai bên lại, rồi tạo hình giống như vẫn đang tạo trên màn hình đấy. Cả nhà có thể quan sát, cách làm rất là dễ và đơn giản luôn. Vẫn thấy là trong rất nhiều cách khác nhau để gói sủi cảo ấy, thì cách này đơn giản và dễ dàng nhất. Đối với những bạn nào mà chưa quen ấy, hoặc là mới làm lần đầu thì áp dụng cách này sẽ rất là hiệu quả đấy. Đây là số sủi cảo mà Vân đã vừa làm xong hết rồi đấy cả nhà. Sủi cảo thì cả nhà có thể hấp hoặc là luộc hoặc là chiên nước. Thì hôm nay Vân sẽ làm sủi cảo chiên nước nha cả nhà. Bởi vì Vân thấy chiên thì nó sẽ thơm ngon hơn. Bây giờ Vân sẽ cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu. Đợi dầu nóng thì Vân sẽ cho sủi cảo vào trong chảo. Sau khi mặt dưới của sủi cảo đã bắt đầu hơi xém vàng thì Vân sẽ cho vào đây 30ml nước. Và đúng như vậy, Vân sẽ đun ở lửa trung bình đến khi nào Vân quan sát thấy cái phần trên của sủi cảo nó đã trong và phần dưới đáy đã xém vàng là chín rồi nhé cả nhà. Đây, cả nhà quan sát thấy là cái sủi cảo nó ở mặt dưới ấy, nó đã vàng cánh gián rất là thơm ngon. Nếu bạn nào muốn ăn giòn hơn thì có thể lật những mặt khác lại để chiên tiếp nhé. Còn đây là đĩa sủi cảo Vân vừa chiên xong đấy cả nhà, rất là thơm luôn ấy. Bây giờ Vân sẽ pha nước chấm để ăn cùng với cái sủi cảo này nhé. Thường thì Vân sẽ chấm sủi cảo với nước tương, nhưng mà để thêm đậm đà vị hơn thì Vân sẽ cho vào đây một chút giấm đỏ và một chút tương ớt. Còn nếu bạn nào mà thích ăn cay hơn nữa thì có thể cho thêm tỏi ớt vào, nó càng thơm hơn. Sủi cảo hôm nay Vân làm rất là thơm ngon và vừa miệng, phần nhân cũng rất là vừa vị rồi. Thì video của Vân hôm nay sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai. Nếu thấy những gì Vân chia sẻ hay và hữu ích cũng như thấy quý mến kênh thì rất mong cả nhà hãy like share video cũng như đăng ký kênh, nhấn chuông chọn tất cả để đón xem những video mới nhất từ Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.